nuôi cá này các bạn, cá còi, cá rô phi. This one is very very special. We call it the kim dao in Vietnam. We put in the food. If the food is train the car, it's mean. The chopstick is train the car. It's mean the food is not good because many want to kill them. So now we also make it for a chopstick and chopstick made by this food is very expensive. And then you see the flour. Ah, đây cái kim dao. It have a fine color. It's not a natural flour. Đây anh chụp cho em chứ. Anh đi chụp mà. Rồi chúng ta đi tiếp à. $1 new fan. Đây, bật đi lên. Vào đây rất là mát và yên tĩnh nhé các bạn. Đây thì rộng và đẹp hơn, có lẽ là yên tĩnh, thanh tịnh hơn là cả cái khu văn miếu à. Nó không có quá xô bồ như ở cái khu văn miếu. Đoàn đi này thì chỉ có mỗi Tuấn Dương là người Việt thôi. Đa số là các cái bác người nước ngoài. Ồ, cái cây này mà có những các cái thân cây khác nó mọc lên trên các bạn. Wow. Anh có rồi, anh có rồi mà không còn tay mà cầm. Anh có rồi, có giờ để xuống là bỏ quạt ra được. Rồi, chúng ta đi rồi đây cả. Đây là cái bể nước mưa này các bạn. Đây cái bể này thì họ sẽ hứng nước à. Đây cái nắp. Wow. Đó, dưới là để nước. Bể nước mưa. Quả phượng. What kind of food? Yeah, sometimes they bring rice, but then sticky rice. Đây ngoài đền thì là các cái chú vịt đang bơi á. Đó, bơi ngoài. What
Vua lúc nào rảnh thì chạy ra đây chăn vịt đó các bạn. Pray for the good health, good luck, maybe look, so now we can go inside, see in the middle, the last group. Dragon and the unicorn. Exactly, and last one. You see. Yeah, exactly. That tặng họ họ nhận bán không mua. And dragon, the most important, very important in Vietnam because it's symbol for the power, for the ring, and also for the Vietnamese pride. Because most Vietnamese people we live on rice and we need a lot of water. We are agriculture country. That's why it's symbol for the rain, for the water. Also symbol for Vietnamese father. Because Vietnamese people, we believe that we come from big family, with our father, the dragon god, and who will be our mother. Fairy. She's living in the mountain, and she has a magic. Okay, so now we have our 5-7 minutes. Yes, to discover this town. We can go inside and have a look with the art and everything. And then we're waiting here. After that, we go to the second chamber. So now it's free time to leave. Rồi, chúng ta sẽ tham quan đây chút xíu trước khi mà sang cái ngôi đền thứ hai nhá. Đây, đi cờ này. Đây nó kêu là đây là hai con rồng ở đá. Sorry. Đây là long sàng bảo vật quốc gia ngày xưa vua nằm ở đây á. Đây, chúng ta sẽ đi một vòng quanh đây đã các bạn. Đây có con ngựa của vua. Vua sẽ ngồi lên đây để cưỡi à. Ngựa này thì họ cũng mới đúc thôi, không phải là con ngựa cổ. Đây là con nghê. Rồi, video clip của mình sẽ tạm end tại đây nhé. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. The also women hand. You see, yeah. Okay. Okay. And one somewhere. There. Oh, okay. Women hand. You see that? Because the queen.
She was the daughter of one lord. And she married to Ding King. And then married to Lei King. Oh. We mean they got in the conservative. Đây là cái bộ đại đao các bạn. Thank you.